Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, không biết là hôm qua mọi người đã xem cái bộ phim Mối Tình Đầu của mình chưa? Lâu lắm rồi thì mình mới quyết định quay một bộ phim để mà tham gia cái sự kiện đạo diễn tài năng. Và tuy bộ phim này nó hơi ngắn một xíu với là do kiểu hạn hẹp thời gian, thành ra là mình đẩy nhanh một xíu. Mình cũng đã quay và dựng phim rất là tâm huyết. Thêm một điều đặc biệt nữa là bộ phim này hoàn toàn là do mình viết, cũng như là gọi là trải nghiệm cá nhân của mình luôn, chứ nó không phải là chuyện đâu đâu mình đem về đâu mọi người. Nên là mình rất là tâm huyết với cái bộ phim này. Tuy nó hơi ngắn và nó hơi nhanh một xíu, nhưng mà mình mong là mọi người có những giây phút coi phim vui vẻ nha. Ai chưa xem thì vào từ nhà mình tìm video này xem liền ha. Ok, thì chủ đề của ngày hôm nay mọi người cũng biết rồi, là hôm nay đã có một cái mùa VV Pass mới. Và cái mùa này cực kỳ đáng yêu luôn. Vậy thì hôm nay mình sẽ unboxing nó để cho mọi người tham khảo, để xem mọi người có nên mua hay là không nên mua nha. Nhưng mà trước tiên thì hãy cùng mình làm một vài công việc hàng ngày đã nha. Đầu tiên, trong phần quà tặng đăng nhập hôm nay á, chúng ta sẽ nhận được một cái khung bản, tiêu bản gỗ nè. Cái này hình như là cái này là để trưng côn trùng á mọi người. Cái này là hôm qua rồi, hôm qua mọi người có đi đào kho báu không? Tôi là không đi đào luôn đó, tại tôi full từ tuần trước rồi á. Và một cái hộp tiền sao để xem thử tiền sao hôm nay như sẽ ra bao nhiêu. 10.000. 10.000 có cái địch đó Nhi. 500 là ghê rồi đó, 500 là nhiều rồi đó bạn. Ok, hộp tờ mờ thì hôm nay cũng ra tiền sao luôn. Vậy thì để xem thử là trong cửa hàng hôm nay hộp vịt của Nhi ra cái gì nha. Hôm nay mọi người đoán là ra bao nhiêu? Hôm nay mình có cảm giác là nó sẽ ra phải 10 viên ấy. Ừ, khoảng tầm 10 viên á. Coi đúng không nha, hộp đầu tiên không có. Không có viên kim. Ồ trời, tiền sao mà nó có cho nó 50. 50 mua được cái kẹo chưa? Chưa mua được cái kẹo luôn á. Rồi xong, xong rồi mọi người ơi. Hộp thứ hai cũng không có gì. Chết rồi Nhi xui quá Nhi ơi. À, no, rồi wow. Nó cho bố thí một viên mọi người. Nói 10 viên mà nó mất số 0 đi đó. Ừ, game tốt bụng ghê á. Đó, ok. Và hôm nay hộp miền nước Bắc. Ủa? Ờ đúng rồi, hộp miền nước Bắc. Tôi đang có bị hồi lại quá khứ, tôi đang nghĩ tới cái hộp vịt đó mọi người. À, hộp gà chứ. Nhưng mà cái hộp miền nước Bắc này nó cũng sắp hết thời gian rồi nè. Nó còn có 6 ngày à. Mà cũng tôi cũng chưa ra món nào hết á. Mọi người có ra món nào chưa? Tôi thì chỉ cần thêm đôi giày nữa thôi, là tôi có mũ với cái áo rồi ấy. Nhưng mà đôi giày nó cũng khó kiếm lắm mọi người à. Mở 2 mùa rồi mà chưa mùa nào ra hết. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề hôm nay, chính thức hôm nay nha. Chủ đề mở gói VIP Pass cùng đi thôi. Ok, bây giờ mình sẽ unboxing nó nha. Do ngoài trời đang mưa nên là nó sẽ hơi ồn một chút, mọi người thông cảm ha. Trong hộp thư mình đã có cái vé mùa VIP Pass với là 3.000 điểm phân miệng rồi. Bây giờ mình sẽ mở nó nha. Đầu tiên là mở cái vé VIP Pass trước. Đây, mùa này là mùa gì vậy? Mùa thỏ mây bồng bình. Ồ, dễ thương nhờ. Có nhiều món lắm, để mình nhận luôn 3.000 điểm phân miệng đó nha. Ở đây, chúng ta cùng vào unboxing thôi. À lộn, vào lộn. Đây, món đầu tiên. Chúng ta sẽ vào món đầu tiên luôn ha mọi người, cho nó lẹ. Đây là cái cân đậu vân thỏ hả? Cái này là phương tiện hả mọi người? Cân đậu vân thỏ nè. Dễ thương vậy. Cửa trên đám mây bò mình. À, cái này phương tiện. Để lát nữa ra ngoài khu plaza xem nữa là nó chạy như thế nào ha. Nhưng mà mình đoán là nó sẽ chạy chậm đó. Tại vì nó là kiểu là gì ta, đẹp là chính đó, chứ nó không nhanh đâu. Mình nghĩ thế, không biết phải không ha. Tiếp theo là tóc thỏ mây. Trời ơi, tóc mới nè mọi người. Trời ơi, có tóc mới rồi. Mái tóc mềm mại như mây. Quá đẹp. Ủa nhưng mà cái tóc trước nó hơi ngố nhờ. Cái tóc phía trước ấy. Tiếp theo chúng ta đến với một món nữa là tai thỏ mây. Ok, mù lung lung. Wow, vĩnh tai lên, tôi có thể nghe thấy giọng nói của bạn từ xa. Thì không? Thỏ, đúng rồi, thỏ là thính đó mọi người. Đúng không? Đầm thỏ mây. Đây nè, trời. Ê, xinh quá à. Nhẹ bồng bềnh như muốn bay lên. Cái đầm này xinh, dạ mang ý. Ok, về thỏ mây nè. Có hai cái cánh hai bên mọi người thấy không? Cảm giác như đang dạo bước trên mây. Đúng rồi, mùa thỏ mây bằng mình mà. Cánh thỏ mây nè, có thêm cái cánh nữa. Cái cánh này thì nó cũng khá giống cái cánh kỳ lân ấy, nhưng mà nó không có màu. Cánh thỏ mây cùng bay đến với những đám mây lớn trên bầu trời. Trang phục lần này mình thấy nó hơi như kiểu Lolita nè, đúng không? Mặt thỏ mây. Trời ơi, cái mặt này đẹp nè. Dễ thương và đáng yêu. Ê, cái mặt này còn xinh hơn cái mặt mèo nữa. Ủa, mặt gì dễ thương quá à. Ê, mặt này đúng kiểu dễ thương luôn á.
Dương hỏ mây nè, Dương mà thấy trong cái video quảng cáo nè. Chợp mắt trên đám mây bồng bềnh. À, nó xung quanh nó còn kiểu giống dải giống mây á mọi người. Đây, canopy thỏm mây. Canopy là gì? Cái trần hả đúng không? Hình như canopy là cái trần phía trên cái giường đó đúng không? Đèn đứng thỏm mây. À, phòng ngủ phải có đèn chứ. Lấp lánh như một đám mây ngập tràn ánh sáng. Ok, ok. Và cuối cùng là gấu thỏm mây. À, con gấu này nó còn ôm một con thỏ trên tay nữa, dễ thương nha. Hả? Đang yêu. Bây giờ mình sẽ nhận hết cái phần kim cương với tiền sao trước khi mà mở hộp thường cũng như là hộp sang trọng nha mọi người. Ok, đã nhận xong tiền sao với kim cương rồi. Bây giờ mình sẽ test nhân phẩm với hộp thường và hộp cao cấp nha. Đầu tiên là một cái hộp thường. Hộp thường bữa đợt trước mình hay ra khối lắm luôn á mọi người. Khối với tiền à, khối với đồ ăn chứ. À, bộ rửa mặt. Bộ rửa mặt mình có tới tận 5-6 cái là mọi người không hồ hởi nổi luôn á. Hộp thường thứ hai. Hộp thường thứ hai là gì? Đừng nói cho cái bồn rửa mặt xong cho cái bồn cầu nha. Ồ, cho nó khối. Nó cho khối mọi người hả? Nó khối hoài. Ê, mình nhớ là mình chỉ xu ở cái hộp bốc thăm thôi. Sao tới bây giờ cái hộp cao cấp hộp thường nó cũng xu vậy mọi người. Ê, có lộn không? Ê, khối nữa. Ê, gì đó? Thế của gì? Ê trời trời, không đủ lạnh để mà đốt lửa luôn á. Cho củi chi trời. Hộp cao cấp sao nay tèn quá vậy. Cho khối rồi cho thêm cái củi nữa. Ồ quá, nó vẫn cho khối kìa. Sao vậy? Cái bùi rửa mặt thứ hai. Ê, mình tính là làm cho nhanh nhanh để mà ra review cái món kia. Nhưng mà không ngờ là nó tèn như vậy luôn á. Hộp sang trọng. Hộp sang trọng hãy cứu vớt hộp thường với hộp cao cấp nha. Ra cái gì đây? Ồ, tủ cắm trại nấu này mình có rồi. Nhưng mà cái này có cho thêm cũng được. Chiếc tủ này là một dụng cần thiết khi ấm trại. Tính ra là mình bỏ cái tủ này trong phòng vệ sinh luôn á mọi người. À, có nữa, đồ ăn nè. Trời ơi, cái bồn tắm gốm này hoài luôn á. Mình cho cái mùa bốc thăm hộp sang trọng hộp thường ở đây là một điểm nha. Đợt này mùa này sao mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đem những cái món ở trong cái hộp đó ra review cho mọi người nha. Đầu tiên là giường thỏm mây. Tiếp theo là đèn đứng. Ừ, cái đèn đứng này quay sao? Quay mặt chỗ nào? Đây hả? Đó, mình nghĩ là mình đoán đâu sai. Cái này là cái canopy là cái trên đầu giường ấy. Và một em gấu thỏm mây. Ủa sao đợt này ít đồ nội thất nhờ? Không có gì luôn á. Ok, vậy thì chắc là nó sẽ nhiều ở cái chỗ trang phục để mình thay trang phục ha. Đầu tiên là cái cánh nè. Sau là cái đôi giày nè. Tiếp theo là cái bộ đồ. Ủa trời ơi, bộ này cũng tê xỉu. Cái tai nữa. Có nó có tóc không ta? À có. Ok, và đây là cái đầu tóc của nó. Đâu? Trời ơi, cái mặt ngáo dữ. Ê à, thêm cái biểu tượng cảm xúc nữa nè. Ồ, dễ thương quá mọi người à. Ê, để mình mang cái kính hay là không mang kính ta? Mang kính trắng thôi, trắng hoặc là không mang. Mang hoặc là không mang. Mang hoặc là không mang, mình thấy mang đẹp hơn nhờ. Cô tê quá à. Ê, tướng ca nó đã xinh rồi nha. Bây giờ mà chuyển sang cái dáng người thấp thì nó còn xinh nữa. Nè, trời ơi, cô tê quá. Nhưng mà, ui, cái bé hơn còn cô tê hơn nữa. Cho mấy bạn cô tê chứ tôi không cô tê. Tôi không cô tê nên là tôi sẽ dùng người cao nha. Dễ thương nhờ, ồ, dễ thương quá à. Đây còn có cái giường ngủ nữa. Trời ơi, nó phun cái mây ra nè. Mọi người thấy không? Ở bên này đèn chắc bật được. À, được được chứ. Để bật trời tối nha. Đó, trời tối, đèn sáng ghê. Bên này. Bên này là cái con gấu nó sẽ ngủ. Còn trên này là không, cái pony này không trưng nó thôi chứ không làm gì hết. Đó, dễ thương mọi người ha. Phu tê hột me que liền. Ê, để ra ngoài thử khu plaza xem thử là cái cần gì, cần đẩu vân gì đó có chạy được nhanh không nha. Ok, trời đang mưa luôn á mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ lôi cái con cần đẩu vân nhỏ. À, ui, nó bay lên trên, nó kiểu, nó sẽ hở cái phần không gian lên một xíu á. Giống như là kiểu khinh khí cầu á, nhưng mà nó khá nhanh hơn khinh khí cầu nha. Nó không cao bằng khinh khí cầu nhưng mà nhanh hơn ấy. Ui, cũng nhanh nhờ, để tốc độ bao nhiêu mà nó nhanh nhờ, để mình coi.
Ui, tốc độ 4 luôn. Xin lỗi nha, mình cứ tưởng nó chậm ấy. Mình cứ tưởng là nó khoảng tầm đâu 3, 3 rưỡi thôi. 4 luôn là nhiều quá. 4 là cũng gần bằng cái xe của xe mà. Bằng cái xe mình hay đi, xe hộp đồ ăn. Đúng rồi, xe hộp đồ ăn 4,5 thì cái này 4 rồi. 4 nó cũng nhanh mọi người nhờ. Xin giảm mang. Ê, đi nhanh nhờ. Ý cũng được á. Mùa này mà mình có cái bộ đồ này với lại cái xe này thì mình sẽ lấy cái xe này đi suốt luôn á. Ok nhờ. À, có bạn đang bắt côn trùng. Mọi người biết là hôm nay có sự kiện côn trùng mà đúng không? Thành ra là nên cố gắng đi bắt đi nha. Tại vì đợt này nó sẽ ra nhiều côn trùng hơn để mọi người có điều kiện để làm thành tích đó. Ok, và video mình review chỉ đến đây thôi. Không biết là mình còn thiếu món nào không ta? Chắc không rồi ha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Nhi sẽ gì nha. Tạm biệt mọi người. See you later. Chào.